Chào các bạn ha. Thì bữa nay Thuận sẽ giới thiệu tới các bạn một cái bột cần câu nhỏ và giá siêu rẻ. Trước đây Thuận cũng từng làm 2-3 bộ giá tương đương thế này, nhưng hiện tại những cái bộ đó vẫn còn hàng, nhưng mà có lẽ là giống như là lâu quá nên là mọi người nghĩ là nó hết ha. Nên thì Thuận làm bộ này giống như là hâm nóng lại cái đó. Thì đây là một cái bộ combo giá dưới 200.000. Thuận sẽ để giá trực tiếp trên tiêu đề nha. Đó. Thì cái bộ này sẽ gồm là một cây cần 1m5 hai khúc. Đây, 1m5 mà hai khúc giống như mấy bạn đang xem trên hình ha. Đó, hai khúc mình sẽ tháo như thế này đây. Đó. Và một cái con máy size 200. 200 cái này có là cái mã của nó thôi. Thật sự cái size máy này tương đương với size máy khoảng 2.000 nha các bạn. Và được quấn sẵn dây. Tất nhiên là máy sẽ là máy có nhựa rồi. Máy có nhựa quấn sẵn dây ha. Thì cái bộ này á, tính theo so với giá tiền á, thì chia sẻ thật tới quý vị là tiền nào của nấy ha. Tại vì tới tầm cái giá này mà mình muốn câu một cái con cá tầm giá dưới 200.000 mà muốn câu được con cá 4-5 kg á, thì cái chuyện đó thật sự nó không có rồi. Mấy bạn hỏi Thuận thì Thuận cũng trả lời thật lòng thôi đó. Nên là Thuận nhắn nhủ tới mọi người ít lời khuyên khi mua bộ cần này. Thì cái mục đích sử dụng nhất, cây cần này sẽ rất là bền. Đây chưa nha, cây cần này sẽ rất là bền, rất là chắc à. Nên là mình xài sẽ không sợ hư, chắc cú là cây cần nó không hư rồi. Nhưng mà còn cái máy, thì cái máy này á, mình chỉ câu cá nhỏ được thôi, chừng cỡ 1,5 kg, 2 kg trở lại được thôi à. Và thí dụ như những cái người mà mình mục đích mình ít sử dụng, hoặc mình mua cho con, hoặc mua cho con mình câu, thấy con chơi điện tử nhiều quá thì mua cho đi câu với mình chơi, thì mua bộ này thích hợp. Tại vì cái máy này thật sự cũng không bền mấy. Cái Thuận chia sẻ thật với các bạn nha. Tại vì thật sự tôi nghĩ là ít có người bán mà nói cái này nó không bền đâu. Chuyện đó thì cũng có, nhưng mà cũng nhiều người cần cái bộ cần ở mức giá này. Đó thì lại tiệm mình cũng tư vấn thật thôi. Tức là về lâu về dài, con máy này nếu mà câu cá lớn nhiều nó sẽ không bền. Nhưng nếu mấy bạn câu con máy này đúng cái mục đích của nó, giống như là câu cá nhỏ chừng cỡ 1,5 kg trở lại à, câu suối chẳng hạn, câu rô phi chẳng hạn, câu cá chê chẳng hạn, câu sông nhỏ, câu hồ nhỏ, bầu gần nhỏ với tiền nhỏ, thì mình phải làm những cái nhỏ thôi, thì nó sẽ rất là bền, lâu dài được với mình. Chứ còn cái máy bị lớn này cộng dây tương đương khoảng 0.35 mm, mà mấy bạn chơi, mấy bạn thảy xuống cái hồ cá dịch vụ hay gì, cá chim này kia, cá 3-4 kg, 5 kg, thì nó chạy rẹt một cái là hư luôn cái máy ha. Những cái dòng như thế này thì mình đem luôn rất là ok. Tại vì cái bộ 1m5 này nè, nó khá dẻo, nó cũng vừa đó, và nó nhỏ gọn nữa. Xong con máy này đi thích hợp này luôn, mình lua mò đi cũng khá là xa. Nó thích hợp cho những người mà muốn lùa suối ha. Đó thì Thuận xin nhắc lại nha, bộ này phù hợp cho mình á là câu cá nhỏ, câu tôm, đặc biệt là ở miền Tây là sẽ câu tôm nè, câu tôm cá nhỏ nè, câu phi nè, cá chê nè, đó. À, có thể lùa suối nè, câu suối chẳng hạn. À, đặc biệt là thích hợp cho những trẻ em nhỏ, tức là cây này á thì con nít cầm nó sẽ hợp hơn, tại vì nó nhỏ nhẹ nè. Đó, câu gia đình nữa. Về cần thì sẽ nó thân sẽ chắc chắn các bạn, cần sẽ rất là bền. Cần có hiệu là miếng thịt sát ha. Đây là con cá mập nha, Seahawk 1m5 hai khúc. Đây. Mình sẽ gắn như thế này. Và con máy 200. Tương đương size 2.000, có sẵn dây. Đó. Thì hoặc là cái cần này mình sẽ mua cho những cái người mà người ta mới tập chơi, người ta mới tiếp xúc với cần câu máy, mình sẽ chơi bộ này. Khi nào mình cảm thấy mình gành gọt ok rồi, bộ này mình sẽ nhượng lại cho những người khác đó. Và mình sẽ mua cái bộ tốt hơn, chất lượng hơn chẳng hạn. Nói chung đây là những cái lời chia sẻ của Thuận gửi tới mấy bạn ha. Cần ok, máy thì nếu mình câu đúng mục đích của nó, đúng cá, đúng tải trọng thì sẽ xài bền, còn nếu không sẽ mau hư. Thì mọi người có thể mua cái bộ cần này trực tiếp qua Zalo hoặc Facebook
hoặc số điện thoại của Thuận, hoặc trên Shopee, hoặc là trên web vtthuanshop.com. Thuận có đăng lên Shopee và trên web của mình. Thì nếu mà mọi người không muốn đợi lâu thì cứ lên Shopee hoặc là web mua, mình sẽ lựa được nhiều sản phẩm khác. Tại nhiều khi bên Thuận á, Thuận bận nhiều việc lu bu này nọ, nên là điện thoại nghe cũng có khi là không kịp, rồi có khi là bán ở khách tới tiệm, mình cứ cầm điện thoại mình nhắn tin hoài, thì nhiều khi người ta lại người ta giận. Nói chung cũng có rất nhiều người lại giận, nói ở ngoài trên video thì thấy là, nói chung là ở trên video á, là thấy là tư vấn rất là nhiệt tình, rồi sẽ tới tiệm không thấy nói, nhắn tin không thấy trả lời, nhắn tin trả lời tiếng một tiếng hai. Thật sự á, trên video Thuận, mọi người thấy Thuận đang có rất thời gian cắt được ảnh, nhưng mà ở tiệm Thuận phải lo rất là nhiều thứ đó. Rồi bây giờ là có hai file đính kèm nữa đó. Còn trên Zalo, Facebook, YouTube này nọ rất là nhiều người nhắn tin luôn, Thuận một mình Thuận ghép không kịp đó. Nên là nếu mà Thuận trong cái khoảng thời gian đó Thuận có trả lời chậm hoặc là tư vấn ít nhiệt tình với mấy bạn thì cho Thuận gửi lời xin lỗi ha. Rồi thì cái bộ cần này Thuận cũng sẽ đóng cho ống nước. Tất cả những cái gì liên quan tới Bình Thuận có chữ cần câu là Thuận sẽ do ống nước hết á, không biết từ mắt tới ghẻ gì hết nha, không phân biệt. Thì Thuận sẽ cho vô ống nước, cái máy này cũng sẽ cho vô cái hộp giấy. Thuận sẽ đóng hàng, Thuận gửi tới tay mấy bạn. Mình mở hàng ra, mình kiểm tra, mình thấy cần máy dự ý hết đúng giống như Thuận quảng cáo thì mình lấy mình trả tiền. Còn nếu mà mở ra thấy có gì sai sót, cần không giống, cần khác hay gì ha, mình đặt cần 1,5 m mà gửi cần 3 m hay này kia gì không dự ý, thì mọi người cứ trả lời Thuận. Và sắp tới thì Thuận cũng xin thông báo với các bạn là sắp tới Thuận sẽ mở một cái hồ câu cá giải trí. Thì sắp tới Thuận sẽ, sau khi mà Thuận đang tìm người giữ hồ ha, sau khi tìm người xong Thuận thả cá, Thuận sẽ công bố lên thời gian khai trương. Thì lúc đó rất mong được sự ủng hộ của mấy bạn nha. Cảm ơn mấy bạn. Vâng, hồi nãy thì Thuận đứng hơi xa ha, thì bây giờ Thuận sẽ cho mọi người xem lại cận cảnh cái bộ cần của mình ha. Đây là con máy AC200 có sẵn dây, máy có nhựa nha. Đó. Và đây là cái cần của mình. Thì cái cần đây là cái cần Mr. Sát ha quý vị. Và thương hiệu nó là Seahawk 150. Đó, 150 tức là sang nó là 1,5 m. Cái này khoen của nó sẽ là khoen một chân. Đây, khớp là khớp gắn. Khớp gắn mà khớp gắn này cực khích luôn nha. Tổng cộng cái gần này sẽ có là 2, 4, 5 khoen đó. 5 khoen tính luôn cả đầu bu nha. Các bạn thấy chưa? Thì cái cần này sẽ xài cực là bền, như Thuận đã nói lúc nãy. Thấy chưa đó. Đó, các bạn thấy chưa? Cây này thì mình xài cực là bền. Nói chung cây này Thuận bán rất là lâu rồi. Phải nói là từ lúc mà mình mới ra tiệm và mới bán duyên với nghề bán đồ công này đó. Thì mình đam mê quá, thì mình lấy cái đam mê mình phục vụ cho mình luôn. Đây bộ cần như thế này ha. Rồi, nếu bạn đặt hàng hoặc muốn xem thêm thông tin chi tiết thì có thể vào trang web của mình nha, vtthuanshop.com nha. Chỉ cần gõ vtthuanshop.com là sẽ có nha mọi người.